Nhi xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi nha. Hiện tại thì Nhi nè, anh Thép nè với Lạng Sơn nữa đang có trên rẫy. Hôm nay là ngày buổi tối đầu tiên mình ở trên rẫy luôn á. Thì lúc nãy mấy anh em đã mới ăn tối xong rồi. Mà trời công nhận là mấy hôm nay tối nhanh, mà mới cái 5 giờ sáng là mình thấy mặt trời là thấy sáng trưng đường xá luôn rồi. Giờ thì mới có 8 giờ kém thôi. Thì trời này cả nhà, tối thui nhìn ra ngoài không còn thấy cây cối gì nữa hết. Lúc chiều mà chuẩn bị lên rẫy là Nhi cũng có chuẩn bị một ít đồ ăn, một ít tôm với lại một ít thịt đó, để đem lên đây mình sử dụng mình nấu ăn. Nhưng mà lúc tối thì có cá của anh Mến rồi nên là Nhi không có dùng nó nấu nữa. Mà ở trên này chưa có tủ lạnh nên là giờ mình phải sơ chế cái phần thịt với lại phần tôm nó đi, chứ không là ngày mai nó sẽ bị hư. Giờ mời cả nhà cùng theo chân mấy anh em Nhi là tối nay làm gì trên rẫy nha. Hồi nãy nhớ có thao đúng không? Bây giờ sẽ lấy cái gì anh? Heo nửa ký không? Heo nửa ký á, nửa ký hàng ký gì đó. Em không nhớ nữa. Một ký hay là một ký gì đây nè. Đúng là heo. Ba chỉ để giờ trên này không có tủ lạnh nữa. Ôi còn cứng ngắt luôn hả? Ừ, còn cứng. Cứng này cắt mới sướng á. Cái này mình sắt mà kho nha. Ừ, sắt kho. Cắt xoay là cắt mỏng hay cắt bự ta? Cái da mới đem lên, bén không? Bén. Với lại một hộp tôm nữa. Anh Mến sẽ sắt thịt, còn lát nữa anh Thép sẽ kho. Anh Thép kho thịt, kho tiêu rất là ngon luôn nha cả nhà. Phải có một lời khen ngợi với cái món thịt kho tiêu của anh Thép á. Thiệt á anh Mến à. Để bữa nào Mến sẽ kho một món dạ dân dã. Em không biết nữa, nhưng mà em ăn món thịt heo kho của anh hồi trước cũng ngon lắm. Mà em kho không có được giống như cái mùi của anh nha. đừng nói gặp mùi heo nái nó chết luôn. Không, chắc không phải heo nái đâu, em mua dưới đó mà nái nữa. Chắc xỉu. Không, nhầm khi con heo nó già mà cũng không phải heo nái, sợ nhầm khi người ta chích thuốc á, nó không cái mùi á, nên là mình cũng không phân biệt được đâu. Mà công nhận là heo bữa đó là heo nái thiệt, nó dày lắm, cái da nó dày lắm, nó dai nữa. Giờ anh Thép sẽ chỗ tài làm món thịt kho tiêu, đúng không anh? Ừ. Ủa anh Thắng nước màu hả? Anh cho một miếng nước màu rồi nó ấy. Cái chảo nóng anh bỏ đường vô luôn hả? Ừ. Bình thường em Thắng nước màu em hay bỏ dầu vô trước. Nè, giờ nó ra nước rồi phải không? Ừ. Dễ gì nó không ra được. Ra hết rồi chứ. Ít quá anh. Ít quá không? Được rồi em. Em Thắng nước màu em sợ nhất là nó bị đắng. Thôi, nó vàng rồi kìa. Ừ. Chả mới mua luôn nha cả nhà, hôm nay khui chả mới luôn. Chuẩn bị đổ nước vô. Ừ. Ừ. Dạ, ông là ông. Sao vậy? Mới về chợ nóng ông bay vô đây gì? Dạ, châu chấu. Đang chợ đang nóng nó bay vô luôn. Sao? Vàng luôn. Vàng luôn. Okay. Ôi, chợ này dính đường rồi đúng không? Chợ mới mà. Đúng rồi, chợ mới. Em định mua, em định đem cái thố đất lên cho anh kho cá chưa? Chợ này dính đường rồi. Ủa? Giờ đổ dầu vô hả? Thấy thịt luôn chứ sao? Ôi, lần đầu tiên em thấy nấu kiểu đó luôn á. Là Thắng nước màu xong rồi mới đổ dầu vô. Nó văn quá trời văn. Rồi bỏ cái này vô nó cũng văn nữa này. Tỏi rồi. Tỏi nước mắm. Tiêu. Thơm chưa? Chưa. Nghe cái mùi này là thơm rồi đó. Thơm rồi, thơm rồi. Nấu phải thơm chứ. Cái nãy bưng cái lò ra ngoài kia nấu kìa.
nó thơm, nó ấm với mùi. Mùi cái phòng mình. Để mấy sẽ đứng học chắc kho. Tại vì mấy cũng biết có mấy món à. Đây, em chia sẻ cho anh. Theo gần một năm ở chung với anh Thép thì tất cả các món ăn phải có đâm gần ớt hành hoặc là ớt tỏi, nước mắm, tiêu. Thơm quá. Thơm à? Ủa, anh cho tôm vô luôn hả? Ừ. Ngày mai thơm thì gì à? Thịt cá heo nái kho với cá trắng. Cá kho với heo nái. Còn bữa nay thì tôm. Thịt heo kho với tôm. Ừ. Kho là mai mình, ví dụ mai mình muốn làm một món gì đó, ví dụ nấu canh hay mình nấu cũng được. Ừ. Tỏi ớt, tỏi tiêu, đường bột ngọt với lại mắm. Đừng bỏ muối ít thôi nha, anh bỏ muối nhiều là nó sẵn khó ăn lắm. Như cái món cá của anh kho là anh bỏ muối nhiều quá. À, nó rất là mặn. Bỏ nước mắm á. Bỏ nước mắm không mà anh bỏ, anh không có điều tiết cái lượng đường với bột ngọt vô nên nó ăn rất là chát. Nó mặn mà kiểu mặn hơi chát á. Còn em làm ít khi nào mà có cái vị chi mặn chát lắm. Kiểu nó ngọt ngào vậy, em nấu ăn nó ngọt ngào như miền Tây vậy. Chứ nó không có ít vị chát lắm nha. Nó bị khô nước phải không anh? Ừ. Ê anh đừng có nói anh đổ sữa vô nha. Đừng em không quên. Ê sữa là gì? Lần đầu tiên em thấy đổ sữa vô thịt kho. Hả? Lần đầu tiên thấy hả? Đúng rồi. Thì Coca kho thịt thì có. Nó hư mình đâu không để lâu được thì sao? Không sao, sữa mà có gì đâu. Anh mới biến tấu đúng không? Thì chứ sao nữa. Chứ ở nhà làm gì em làm gì thấy cái kiểu như vậy. Ừ thì bây giờ biến tấu nó vô thôi. Bỏ thay về mình sẽ thay nước dừa mình lấy sữa nữa vô. Cho cái mùi nó dịu dịu ngọt ngọt thơm thơm. Cái kia là người ta nó ngọt. Ừ. Cái hậu ngọt nó đầm. Còn cái này hậu ngọt là hậu ngọt béo luôn. Ừ. Nhưng mà em sợ bỏ sữa vô mình không để lâu được. Mình ăn ngày mai không, sáng mai không hết, chiều mai mình để không được. Cái gì cũng phải thử chứ em. Nhưng mà mình hâm thường xuyên sao mà nó hư được đúng không? Sáng mình hâm lần, trưa mình hâm lần sao nó hư được. Cái nồi này là phải ăn tới 2 cử, 3 cử luôn á. Không, nhưng mà mình có đệ tử 2 cử. Sao hư được? Có 2 cử đệ cơ mà. Ừ. Dạ. 2 cử đệ gặp mua mốt rồi gặp cấp rồi. Sáng mai em nấu bánh canh cho cả nhà mình ăn nha. Được không? Được không anh? Được. Bây giờ là nó khô khôi. Không có bỏ nước nhiều, khô khô thôi. Để cho nó sắc rồi. Ờ. Xăng rồi. Để nắp lại em. Nắp đây. Nghe mùi rất là thơm luôn. Cho nắp vào đây này. Từ từ. Nên bỏ thêm ít tiêu nó hơi ít. Rồi, có cái nắp mà. Cái vụ mà chút á. Ừ. Ổn chế cái gần nửa hũ vậy. Rồi ok. À, từ chưa có sáu rồi. Nè, cái này thường thường mình chút đúng không? Bữa đó mình cũng chút, sao tự nhiên bẻ đây lên không có giòn, chút thẳng vô. Nửa hũ không? Nửa hũ luôn. Rồi, thơm cả nhà thì nhìn thấy không? Nó cũng có cái màu thơm. Của nước màu cũng có sự keo keo của sữa và vậy. Đã. Kho khoảng 10 phút nữa là dở ra nó sẽ khác liền. Không biết bên đó các cô chú anh chị thấy sao chứ bên này thơm lắm. Ừ. Thơm lắm luôn á. Thơm phải có thơm, tỏi tiêu rồi nó. Rồi ok. Ok. Ngày mai biết em nghĩ sao, ngày mai em sẽ nấu bánh canh xong rồi em bỏ tôm với thịt vô. Bên ngoài được. Mình không có hầm xương nha. Cái gì anh liệu quá. Cái nồi thịt kho của anh Thép là đã xong rồi nè cả nhà, lúc nãy. Mê nói chuyện nó cháy đầy cả nhà. Mê nói chuyện nó hơi xích cái nồi. Nhưng mà sao? Vẫn cứu được. Giờ là xong rồi đó, an tâm rồi đó. Thơm rồi. Đậy nắp lại. Còn giờ anh mới với ông bọt đòi đi ra soi nữa. Đi soi đêm. Đi soi đêm. Rồi ok. Rồi có đi không? Để em ăn nốt rồi. Đi lớn. Bây giờ anh mới với lại Hiền Sơn sẽ đi soi đêm nha cả nhà. Mấy lần trước video Nhi đăng lên á, khán giả đều nói anh mến rất là có duyên. Quay video làm YouTube, giọng nói nghe rất là dịu dàng ngọt ngào. Thì hôm nay Nhi sẽ tạo điều kiện cho anh Mến làm chủ video này nha. Anh Mến sẽ cùng với anh Sơn cầm máy và hai anh em đi soi. Yeah,
Bây giờ Mến xin mời bà con đi cùng Mến để đi bắt mồ cua bắt ốc nha. Nếu có cá mình bắt cá luôn nha bà con. Dạ. Thì bây giờ mình đi thôi. Đi. Này, bò cầm. Sơn về anh Mến đang đi ra ngoài bãi đá trứng ngoài suối. Ra ngoài bãi đá trứng bà con. Thì Mến cũng không biết là xưng hô như thế nào thì cho nó hợp. Nhằm cũng là có những bà con lớn tuổi và những anh chị cũng nói chung thì chắc có lẽ là Mến xin như là bà con, tất cả bà con và anh chị đi. Đúng rồi, anh Mến quen rồi, Mến nói vậy đi. Bây giờ Mến thì cũng gần tới chỗ để xôi cua rồi. Nên thì Mến dẫn bà con và các anh chị em đi xôi cua cùng Mến với lại là bọt. Giờ mình tới suối nha bà con. Hôm tại vì mấy bữa nay á là mưa rất là nhiều, chiều nào cũng mưa, buổi chiều nào cũng mưa hết trơn á, rất là lớn nên là nước suối nó hơi đục một chút, nhưng mà suối chảy nó rất là đẹp nha bà con và anh chị. Đây hổm gầy Mến cũng không có đi sôi nữa, trời mưa lớn quá chứ nước nó rất là nhiều. Hôm nay thì mưa cái đám nhỏ à, nên là Mến với bọt đi xôi cua để kiếm coi có cua không. Con cua chà bá luôn bọt ơi, bọt ơi. Đó. Cá mua ngon rồi anh ơi. Ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Con cua bự luôn á. Anh chị. Cua này là cua đồng. Ở dưới anh là kêu bằng cua đồng nè. Còn cua... Ê. Ừ. Đá ở đây gọi là cua đé. Ngon. Ủa sao ở đây cá bãi lớn vậy anh? Hổm là cưng không có thấy bãi này đúng không? Dạ không. Tại vì cái bãi này á, là chú Tấn ổng móc lên để cho nước á, cho nước xuống nó đổ về đường này á, đừng có cho qua đường bên kia nữa, nên là hôm nay là có một đống đá như thế này. Khổng lồ luôn. Đi lên được không anh? Được. Nhưng mà cưng bước cẩn thận nha, tại vì ba cái đá mới múc lên á, nó sẽ lăn á. Dạ vâng. Mình lựa cái điểm nào mà lĩnh tựa cưng hả, bước lên. Cẩn thận. Ôi, em thấy cua kìa. Bây giờ mình quay đi xuống nè, nó thấy không? Nó trơn lắm á, nó chạy á. Khé là cao nha mọi người. Ở đây cưng săn quần lên nha. Bây giờ thì cưng nhớ bước đàng hoàng nha, ở đây nha. Tại ở đây mới múc quá nên là nước đổ xuống nó lại lắm. Với lại nó trơn lắm á. Phải đi cẩn thận. Hổm là ở đây mình thấy cát không đúng không? Cái này múc lên cái là nước nó sẽ dồn về hướng này nè. Là những cái ở dưới anh gọi là kêu bằng cái phù sa, nó sẽ đổ dựa vô đây. Em không thấy miếng cát nữa luôn à. Tại vì cái này là như là đắt không á, nên là phù sa nó đổ lên đây. Nãy giờ Mến cũng với bà cũng đi một đoạn rồi đó bà con và anh chị, mới được một con cua thôi. Ủa sao hôm nay nước cạn vậy anh Mến? Tại vì cái đập hồi nãy anh chỉ cưng đó là chú Tuấn chặn ngang á, nên là nước anh đây nó cạn khô rồi. Chú Tuấn chặn hai bên luôn mà. Để chú Tuấn để làm cây cầu qua cái đất của chú Tuấn á. Nãy giờ cũng đi khá là xa đó bà con, nên được có một con cua mà hôm nay không biết tại sao luôn. Bây giờ Mến cũng tới lứ hồi chiều Mến văng rồi. Chắc có lẽ là Mến sẽ gỡ cá thôi nha bà con. Không biết là nước cạn này á, là hổm gài là Mến văng là toàn là nước nhiều không à. Rồi chiều thấy vậy rồi thấy cạn quá nên là Mến xách tay lưới ra đây văng nữa. Nên không biết là có dính cá hay không. Thì giờ Mến mời bà con theo chân của Mến để thăm lưới nha. Để coi có cá không. Cái màu này nghi lắm. Nghi lắm. Không cá nào luôn rồi. Ê, cái gì kìa? Cá. Có cá, anh chơi. Đưa bị em cầm cho.
nè nè, hai ba con luôn. Để anh đội đèn lên trên cái đầu anh mới được. Ơi, nó cạn y. Khúc này dính nhiều luôn nè. Hay quá, đây. Quá, quá. Đó. Ê, con cua. Lụm con cua nữa. Món ruột của em là cua mà. Món ruột có cua hả? Đúng rồi. Đó. Vừa có cá vừa có cua luôn nha bà con. Cá này mình gỡ nó hơi cực chút, tại vì nó có ngạnh á, gỡ hơi ngực, hơi cực. Nó ngạnh giống như hịch cho con cá trâu vậy đó. Đây, đây con nữa nè. Ké suối không bao giờ hết. Đúng anh? Ừ. Ừ, thấy không? Rất là ngon luôn á. Ké suối rất là ngọt. Mến phải ăn mấy con cá này đó, tại vì thứ nhất là nó mềm lắm. Ôi, dính một cục đùm luôn nè bà con. Ôi, 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 bữa nay dính dữ vậy. Quá trời luôn. Năm con luôn. Ôi, năm con một chỗ một bà con ơi. Trúng bánh rồi, trúng bánh rồi. Được cái này, mất cái kia không có cua rồi, cá ké đúng rồi. Không có cua, có cá. Quá trời ơi. Nó vậy, cái gai nó hịch như cá trôi á. Nếu bà con nào mà biết cá trôi là sẽ biết giống như mấy con cá này giống như hịch như cá trôi luôn á. Nó có gạnh ngược á. Khó gỡ. Nó khó gỡ. Mình gỡ nên phải lộn á. Trời ơi, xuống mánh rồi. Cá này giờ mình làm món gì ăn hoặc? Thích nấu canh. Nấu canh hả? Rồi cá thịt với tôm. Ừ. Nấu canh hay kha tiếp cũng được. Sao tiêu đấy? Khơi tiêu ạ. À? Muốn khơi tiêu ăn nữa hả? À? Đúng rồi. Nó dính cái ngạnh mà nó không ra. Đó là bức luôn anh. Nó cay gọi nhẹ nhẹ thôi. Bức cái đứt lưới của anh hết. Ừ. Hết văn. Hết đánh luôn. Ây da. Ui da đã. Đau. Nhầm con nó lộn cái nó ra, nhầm con lộn cái nó gướng cái ngạnh đó. Nay nó cạn mà vẫn cá ké như vậy ta. Tại chắc có lẽ là cá dồn xuống đó cơ. Nó dồn xuống đây hết luôn á. Cua kìa. Không, không phải cua. Em cứ ám ảnh bởi cua. Thôi tên cua á. Nước nó khúc này hơi sâu rồi nè. Khúc này nó hơi sâu nha. Tại vì nó có một đường này nó sao quấy à. Rồi, không đi lâu rồi. Nên là cá dồn một cái khúc hồi nãy hay sao á. Mến thăm một đoạn rồi. Nhưng mà chưa thấy con nào nữa hết. Ê kìa, dính con nữa kìa. Mới nhắc là dính rồi. Cứ nhắc là dính à. Ê, cua. Có cua nữa nè. Lụm nó cho em. Lụm luôn. Để anh gỡ con cá trước đã. Hay lụm cua sao? Con cua nó phé lớn mình chứ làm gì đâu. Đúng rồi. Anh cho đỡ phé. Ở dưới quê anh là dân lưới này á, cua nhiều lắm. Ồ. Là bẻ càng đập bỏ. Dạ. Sau này á, bẻ càng vô cái mình, tại vì nhà anh có gao má này kia rồi. Cái mình đem vô mình giả ra.
đâm nó ra rồi xong dắt dắt cua thề cua nè để mình nấu canh rất là ngọt nha. Con cua này đâm mắm đồng được không ta? Mắm gì? Mắm đồng hả? Mắm đồng á? Dạ. Anh cũng chưa có biết nữa. Em thấy ở đây cua suối. Ừ. Phải bẻ cái càng lớn à. Nó mới lột ra được. Mày khó gỡ thì đâu không gỡ mày ra thôi. Đó. Thôi. Được rồi. Nãy giờ cũng được mấy con. Mấy con rồi đó. Ây da. Ồ dính cua nữa anh. Ừ dính cua nữa đi. Được. Nó kẹp anh. Ây da. Con cua này nhỏ mà nó hổn quá. Xíu nữa em vô nướng bắp ghe luôn. Hay là con muốn găng me? Không em nướng bắp ghe luôn. Nướng được không? Được. Ây da. Trời ơi con cua bự nó không kẹp mà con cua nhỏ nó kẹp mình. Nè. Nè. Ây da. Đó, vô đó đi, kẹp nha. Cái lưới này khoảng bao nhiêu mét là gì anh? Một, từ tránh đây khoảng 50 mét. Ừ, 50 mét. Ừ. Nước cạn này á, là cá nó sẽ dồn vô nha bà con. Với lại á, Mến cũng có đọc một số bình luận á, nói là phải văng ngang á. Nhưng mà Mến đã thử rồi, là nước suối nó chảy rất là mạnh. Ê, dính cá. Ui bè con luôn. Ba con nhân chỗ. Nước chảy rất là mạnh ở dưới lại á. Là hõm nước nó cũng cạn như thế này nè. Mà mến văng ngang không có dính nha. Cá này nó đi cặp mé không à. Chứ nó không phải là nó đi lan tràn ở ngoài. Tối em cũng thấy nó cặp mé không à. Ờ, cá này nó đi chủ yếu là cặp mé chứ nó không có đi ra ngoài. Nó đi theo đàn mà. Anh không biết là chắc nó đi theo đàn nè. Mới dính ba con. Bèo con cùng nhau. Một chỗ ba ông con nè. Tối nay bội thu rồi. Bội thu rồi. Không anh, ở đây anh không sợ đói. Giăng lưới này không sợ, không có đồ ăn. Mà anh sợ anh na nhiều, anh na quá nó mập mà. Nó quá mập. Anh mến thua ký em mà. Ừ. Quá ngon. Anh đảm bảo một tay lưới anh văng một năm chưa thấm gì nữa. Ý dính con nữa nè. Áo. Con này bụi nè. Trời nó lỡ rồi. Nó mới dính luôn á. Nó mới dính luôn nè. Sắp hết rồi. Tắt con. Chắc anh còi gõ luôn quá. Hả? Hết rồi thôi anh còi gõ luôn, coi thử không? Ừ. Cũng được một số cá với lại được mấy con cua. Hồi tối giờ anh Mến với em đi được như đây. Nói chung là hôm nay cua ít á bà con. Thì hồi chiều Mến có dân đại lớn nên là sẵn đây là gỡ cá luôn. Với lại cũng được một số cá rất là ngon. Giờ đi vô làm thôi. Thôi giờ mình đi vô. Thôi, anh Mến giờ đừng hỏi anh hai chị hai tử làm cái gì nha. Giờ Mến sẽ đổ nha. Thôi được. Wow. Đó. Được cá cua siêu to khổng lồ này. Cua đồng. 4 con cua. Vương mở cá. Thôi. Thì bây giờ trước mắt thì Mến sẽ mần cá và mần cua đi. Rồi hồi bọt sẽ làm món gì thì mời bà con theo dõi hết cái video này nha. Nếu mà bà con mà thấy hôm nay bọt chỗ tài á, nếu mà hay thì bà con nhớ cho bọt và Mến một like và một cái đăng ký kênh nha. Được rồi, làm thôi. Được rồi, bắt đầu. Anh Mến đang nhóm một bếp lửa này. Hồi nãy giờ hai anh em đi coi thử. Nãy giờ để cao. Ủa quá. Cái đây là chụp tay hả anh? À, thăm lưới á. À, gọi ra lưới. Ô, gọi lưới mà được nhiều vậy luôn hả? Ờ, nãy đi sôi được có mấy con cua nên là thăm lưới. Ờ. Thăm lưới giăng hồi chiều.
Cái này làm sao có than để mình nướng được? Từ từ. Kỹ năng. Mình sẽ đun cho nó cháy lại. Tại biết nãy giờ anh đây mới... là củ tư nha. Mình một bát nữa mình sẽ chụm cho nó cháy luôn cái củ này. Ủa chụm hai lần ha anh? Không. Tại nãy giờ mình không có đun vô cái nó lửa ở dưới nó tắt á. Nên bây giờ mình phải biết nãy giờ anh mến với một quay được cái gì nữa. Ủa sao ngoài cây kia nó có bóng điện nha anh? Cây nào? Đó. Ở trong nhà mình gọi ở đây nè. À. Cái đèn pin. Cái đèn pin nó nằm ở đây nó rọi ra kia cái như giật mình. Ủa sao ngoài kia có cái lắm điện? Đây con Le nó đi theo anh mến nãy giờ nè. Là là. Con Le thì nó biết nghe hơn con Đô. Đô chạy lắm. Nó chạy rồi. Mến đi đâu cũng chạy theo sau lưng hết trơn. Đu sát luôn à. Đi ra làm vườn cũng vậy nó. Sáng đi thì cái là đi theo suốt luôn. Khi nào đi vô nó mới chạy đi vô. Tối rồi nó ngủ chỗ đó đúng anh? Ừ. Nó ngủ ở đây. Ôi lửa nè. Lửa phục lắc là lớn. Không. Củi nó ướt như mấy cây này nè. Nó rất là ướt luôn nha. Cây này là cây bưởi. Bưởi tươi luôn. Tới nó cháy là nó cháy dữ lắm. Tại vì cây bưởi này có chất dầu á. Nên là rất là dễ cháy. Lúc đầu thì chùm nó hơi khó cháy mà tới nó cháy lên là cháy rất mạnh. Em muốn ngủ luôn lắm luôn rồi. Anh lúc trước là thức 1-2 giờ là thường luôn á. Với lại là trong cái mùa dịch á. Anh làm đi chăm sóc những bà con bệnh F0 ở trọng á. Nói chung là 24/24, ít khi nào ngủ, một ngày một đêm có thể là mình ngủ được 1 tiếng mấy hoặc 2 tiếng là dữ lắm rồi. Mỗi lần mà nằm xuống rồi vừa định ngủ là bà con điện là mình phải chạy liền cho nó kịp thời. Cực ha, giờ hết dịch rồi cũng đỡ. Nói chung thì lúc đó cực nhưng mà chạy qua được thì mình thấy rất là vui. Dạ. Tại vì lúc đó mình được chăm sóc bà con, với lại thì mình cũng là tiếp xúc nhiều với bà con, mình mới hiểu được cái cảm giác là những lúc mà bệnh tình không có người thân ở bên cạnh đó, thì cũng cần người quan tâm cũng như là chăm sóc rồi đút ăn uống cho bà con luôn. Những bà con mà thở oxy thì mình phải đút cho bà con để ăn uống luôn. Rồi lửa nó bốc cháy cao với anh. Ừ. Nó chiều trái là có than á. Chưa có than, lửa sắp có than đó. Lửa khé là lớn. Ôi bây giờ lửa nó đẻ. Nói chung thì lửa nó cũng sắp tàn rồi nha, cũng sắp có than rồi. Nên mến với bọt thì sẽ để cá vòng vòng gì ở ngoài. Để cho than nó gùi hết thì lúc đó mình sẽ gom vô trong nha bà con. Nãy em chờ hơi lâu rồi, rất là buồn ngủ luôn. Cái củi này... Lên rồi tách rồi. Cái gì cưng cũng phải đợi từ từ chứ, củi này chứ đâu phải củi như củi kia đâu. Trời ơi, buồn ngủ ghê. Cái gì cũng phải từ từ. Nhưng mà giờ nướng ké cái hết buồn ngủ luôn rồi. Đừng vội quá. Cái gì cũng đừng có nung nóng. Cái vụ nóng. Ấy, nung nóng á. Lửa sẽ áp ngay chính giữa thì mình sẽ bỏ ngoài ghìa. Bà cua nữa. À cua này nó màu chín lắm, mình để sau được. Dạ. Hồi nãy là nó không cháy, bây giờ nó cháy là nó không chịu tắt. Nướng ké lên ăn mọi luôn anh. Có cơ, mình phải đâm một chén muối ớt chứ. Cá nướng thì chấm muối ớt thì còn gì bằng. Hồi đó anh đi ở nhà, anh đi đâm cá hoặc là đi xôi cá bằng đêm á. Là anh đây ra ruộng á, cái là đốt lá mía đem đi nướng. Mà không có đem muối ớt đâu nha. Đem muối cột keo á. Nướng xong rồi là lẫm. Xé ra là ăn thôi. Nhưng mà ăn ngoài đồng rất là ngon luôn á. Cái gì cũng vậy.
cá mình nướng hoặc là những con ốc gì cũng vậy. Vô nhà thì mình ăn không thấy ngon nhưng mà ngoài đồng ăn rất là ngon. Ủa vậy như ngồi lại ăn cả ngon anh. Ừ. Ngon luôn. Rồi rồi, chạy rồi, chạy rồi. À. Bên đây nè. Về nóng nè. Trời ơi. Chạy hết. Nó còn sống á. Đúng rồi, nó còn sống chưa chín mà cơ. Con cá nó cong chiều nào mình phải chở vô đó đằng cho nó thẳng lại. Cái này cũng nhanh chín rồi. Ừ. Của tao quá. Quá quá, áp áp lắm, áp lắm. Xìu vô khỏi. Anh không cho chín áp đâu. Không biết giờ anh chị hai ngủ chưa ta. Thím luôn rồi. Chắc nãy lúc đi chắc là mệt quá. Nãy giờ chắc chắc ngủ quá gì à. Mình nướng cá xong rồi mình kêu thức dậy. Rồi giờ cá cũng sắp chín rồi. Nên là mến sẽ bỏ mấy cua cua lên. Cua suối. Ừ, cua suối. Còn ở dưới... dưới miền Tây. Dưới miền Tây thì mương dưới kinh á, Bắc Kinh á. Bắc gần với mấy kinh là kêu cua Bắc Kinh không. Nhà mấy bạn ở Sài Gòn rồi xuống chơi á. Hoặc là Bình Dương đi làm về hỏi ăn cua Bắc Kinh như chứ nó chưa chưa để dẫn đi đi cua đi Bắc đi ra kinh Bắc. Biết sao anh để cao vậy không? Sao? Đừng cho chín áp. Dạ. Để cao thì nó chín, nó sẽ chín tới luôn, đừng cho chín áp. Chín áp nó khét luôn. Ừ, không phải chín áp như là không có ngon cá. Dạ. Lè lè ơi. Vô đây con. Con lè này. Ê Biểu nè. Cứ chạy vòng vòng đây thôi. Ê Biểu nè. Đây, lại đây nè. Lại đây. Con đô nó chạy mắt dép luôn. Chưa sợ mở xích nó ra được. Không bắt nó là được thì lâu mở xích nó ra được. Cuối cùng giờ cũng chín rồi nha. Giờ chín hết nha bà con. Bà con à. Mấy màu rất ngon lắm. Còn mấy con này á, để nó ngay lửa mạnh quá. Nó cũng hơi khét nhưng mà không sao, tại vì cái đó là cái da. Đó. Con này nó mới đẹp nè, nó màu vàng vàng. Còn mấy cua. Cua cổ bọp. Chín hết rồi. Rồi xong. Bây giờ anh em mình đi lên thôi. Lên chọn rủ cua đấm sắt. Ăn thôi. Cua đấm sắt ngủ rồi. Kêu lúc vậy. Bây giờ anh Mến đâm muối ớt nha chị nha. Giờ Mến sẽ đâm muối ớt nha bà con. Thì ban đêm nên là không biết có kỵ gì không, mà như là nội Mến với bà ngoại em kia đó không có cho đâm nha, mình chỉ nghiền thôi. Đúng rồi. Ban đêm là không có nên đâm. Chỉ là nghiền thôi, cái gì cũng vậy. Rồi, chỉ là xong thôi, thấy không? Dạ. Nó nghiền nhanh không? Rất là nhanh. Mình sẽ nặn một miếng chanh vô nha bà con. Cái này là muối chanh Huyền Thoại. Chanh này nước nhiều dữ đó. Chanh nhà chồng mà. Chanh nhà hả? Dạ, em hái không chịu, em hái hơi nhiều á. Ăn cay được không? Được. Được hả? Đây là cái dĩa cá nãy giờ. Anh mới nhớ bọt ngồi lụi cua dưới. Cái mùi thơm lắm đó nha. Rất là ngon luôn á. Nhìn cũng hấp dẫn lắm anh. Ừ. Ăn đi cơ. Đây, món ruột của em là con cua. Cua à? Xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn tối nha. Mến xin mời, mến xin mời bà con nha. Mời. Con cua này. Ngon. Giòn lắm hai. Bây giờ mua ớt. Nó ngọt, cá công nhận cá nướng nó ngọt. Ủa rồi đệ tử anh đâu?
Hả? Cá tử ở dưới á. Sợ ở dưới. Nãy giờ không dám lại gần, đứng nhìn từ xa nhìn đó hả? Ừ. Để mình lấy chén để mình cho đệ tử mình chứ. Đây là tự có quen rồi nè. Đây xương mình bỏ vô đây để cho đệ tử ăn. Lúc nãy giờ anh mến Dương Bột á, ngồi nướng cá ở dưới mà Nhi đứng ở trên nhà, Nhi nhìn xuống, Nhi thấy con La nó đứng từ xa nó nhìn anh mến cách chắc cỡ mấy mét á, nó không dám đến gần. Thôi mình chưa cho đệ tử đệ. Bây giờ chưa chỉ có con La đô, bây giờ chạy mất tiêu rồi, thấy đông quá là chạy mất tiêu rồi, không có khi nào cũng gặp hết trơn. Ừ. Đô sao nó nhát quá ha. Nhát. Còn cộng là tối chưa mở được nữa. Cộng xích chưa mở được. Mời bà con nha. Tuyệt vời. Lúc nãy giờ là cái video này á, là Nhi để cho anh Mến với lại Sơn là tự xử luôn. Biết là lúc nãy giờ anh Mến với lại Sơn quay bắt cá rồi quay nướng cá rồi như thế nào nữa. Có gì nói... Có gì nói hơi giáp á. Mong bà con cũng thông cảm cho Mến nha. Bà Sơn nha. Dạ. Anh con La nó đứng nó nhìn kìa. Đâu? Hả? Dưới chân cầu thang á. Tối quá không thấy. Thấy rồi. Ừ. Cài đi. Xíu nữa xuống chân đây. Thì hôm nay là video đầu mà Nhi để cho anh Mến với lại Sơn tự quay. Nếu như mà cô chú anh chị nào có góp ý gì á thì cứ để lại bình luận bên dưới cho tụi Nhi khắc phục nha. Cài dữ không? Cài dữ lắm. Mời bà con nha. Ôi con La kìa anh. Đó. Đây cả nhà. Nó cứ đi vòng vòng rồi. Nó cứ đứng tối quá. Đây đó, cả nhà thấy không? Nó cứ đi vòng vòng xung quanh anh Mến, xung quanh cái nhà mà nó không có dám lại gần mình. Nhưng mà nó cũng đỡ hơn đô. Nhưng mà Mến kêu lại chạy lại hả? Vậy hả? Ừ. Xin mời tất cả các cô chú nha. Với lẽ. Ừ. Cười cho đệ tử cái đầu. Cực á. Chắc là mấy anh em ăn xong cái dĩa cá này còn mấy con à. Còn cái phần của đệ tử của anh Mến nữa. Ăn xong dĩa cá này rồi mấy anh em cũng đi ngủ sớm luôn, để ngày mai dậy sớm và làm những công việc trong rẫy. Nếu mà bà con thấy video này mà nhớ cho Mến một like với Sơn một like, và nhớ đăng ký kênh để làm thêm cái động lực để cho những Mến và Sơn sau này sẽ làm những cái video để đi như là bắt cua nè, giăng lưới nè, bắt cá này kia đó, để thêm có nhiều cái động lực. Các cô chú anh chị cứ mạnh dạn góp ý cho anh Mến và Sơn nha, để mình rút kinh nghiệm từ từ. Mời bà con, cay quá trời. Quá là cay. Có thiệt mà. Giờ em kết thúc video luôn nha anh Mến. Để cho anh ăn xong rồi nghỉ sớm. Cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều nha, để dành khoảng thời gian quý báu của mình xem hết những video này. Nhớ để lại cho tụi Nhi một cái like, một cái đăng ký và những cái bình luận góp ý. Vậy thì bye bye cả nhà nha. Bye bye. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc bà con ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo luôn.